Ngày 24 tháng 2, Hội Tai Mũi Họng Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức hội thảo triển khai hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh lý họng thanh quản và phẫu thuật đầu cổ. Hội thảo quy tụ các chuyên gia hàng đầu Việt Nam cùng sự tham gia của các giảng viên, y bác sĩ, hai lĩnh vực trên trong cả nước. Tại hội thảo, nhiều chuyên đề đã được các chuyên gia đầu ngành trình bày và thảo luận, tập trung vào cập nhật chẩn đoán và phác đồ điều trị các bệnh lý liên quan đến viêm họng cấp, viêm VA, các bệnh lý về thanh quản, các kỹ thuật can thiệp điều trị viêm vùng mặt, mũi xoang, phẫu thuật tuyến giáp thông qua hội thảo các bác sĩ trong ngành tai mũi họng cập nhật thêm các kiến thức và kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị từ đó nâng cao hơn nữa hiệu quả điều trị cho người bệnh.